Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Kinh doanh Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 15 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, theo hình ảnh đập hộp vừa mới được dò dỉ thì chiếc Xiaomi Mi A3 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 665 giống với chiếc Xiaomi CC9e. Hình ảnh vỏ ngoài hộp cho thấy là mẫu smartphone tầm trung của Xiaomi chuẩn bị ra mắt sẽ có 3 màu là xanh, đen và trắng. Trong khi đó thì bên trong hộp ngoài máy thì sẽ có sạc và dây sạc USB Type-C. Ngoài thông số chip thì miếng dán trên màn hình xác nhận một vài thông số quan trọng của chiếc Xiaomi Mi A3. Camera sau của chiếc smartphone này sẽ có 3 cảm biến, trong đó thì sẽ có một cảm biến với độ phân giải là 48MP. Các thông số khác sẽ bao gồm pin 4030mAh và cảm biến vân tay độ nhạy cao ở trong màn hình. Dựa trên những thông số kỹ thuật trên thì có thể thấy là Xiaomi Mi A3 thực chất chỉ là một chiếc Mi CC9e được độ thêm màn hình. Trong khi màn hình AMOLED của Xiaomi Mi CC9e thì chỉ có độ phân giải là HD+, thì với chiếc Xiaomi Mi A3 thì sẽ có độ phân giải là Full HD+. Khá là dễ hiểu tại sao là Xiaomi lại không trang bị con chip 5730 hay là 710 cho Xiaomi Mi A3, bởi vì là họ không muốn Mi A3 sẽ ảnh hưởng đến doanh số của Mi 9T hay là Redmi K20 vừa mới được bán ra. Ngoài ra thì dùng chip cấp thấp thì còn khiến cho thiết bị có giá thành rẻ hơn và tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn nữa. Và theo tin dò dỉ thì Xiaomi sẽ ra mắt chiếc Xiaomi Mi A3 vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Dự kiến thì Mi A3 Lite cũng sẽ được ra mắt cùng với Mi A3. Các bạn thân mến, theo Let's Go Digital thì Huawei đã đăng ký tên hệ điều hành đó là Harmony tại văn phòng sở hữu trí tuệ ở châu Âu. Đây có thể sẽ là tên gọi chính thức của hệ điều hành mà Huawei dự kiến sẽ sử dụng trên các smartphone và máy tính xách tay của họ. Hồ sơ của Huawei có đề cập đến cả hệ điều hành di động và hệ điều hành máy tính. Do đó, đây có thể là một nền tảng tất cả trong một, hoặc ít nhất là các phiên bản sẽ có cùng tên gọi. Trước đó thì Huawei cũng đã đăng ký sở hữu các thương hiệu khác cho hệ điều hành này như là Home hay là Arc. Có thể thấy là Huawei sẽ sử dụng các tên gọi khác nhau cho hệ điều hành của mình tại các khu vực trong trường hợp và bị cấm sử dụng Android hay là Windows. Dù chính quyền của ông Trump đã nới lỏng lệnh cấm vận cho phép Huawei mua một số sản phẩm từ các công ty Mỹ, nhưng hiện tại thì vẫn chưa rõ là Huawei có thể dựa vào Android hay là Windows trong những năm tới hay không. Tất nhiên là Huawei cũng sẽ phải đối mặt với viễn cảnh đầy thách thức để lôi kéo được các nhà phát triển để có thể phát hành được các sản phẩm của họ trên nền tảng của Harmony, Ask hay là Homemans, hoặc là tất cả những cái tên gọi nào của hệ điều hành này. Các bạn thân mến, mới đây thì Slashleak đã đăng tải hình ảnh của chiếc iPhone 11 đang được sử dụng ở ngoài phố. Cuối năm nay như thường lệ thì Apple sẽ trình làng các mẫu iPhone mới nhất của mình, và hiện tại thì quá trình phát triển đã bước vào những giai đoạn cuối và hình ảnh rò rỉ thì bắt đầu xuất hiện khá là nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại thì mọi nguồn tin đều cho rằng là iPhone năm nay, tạm gọi là iPhone 11, sẽ có 3 camera sau xếp thành hình tam giác trong một cụm hình vuông lồi ở góc trên bên trái của mặt sau. Mới đây thì Slashleak đã đăng tải một bức ảnh chụp iPhone 11 đang được sử dụng ở ngoài phố. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi các hãng smartphone thường cung cấp nguyên mẫu cho những nhân viên để họ dùng thử nhằm phát hiện lỗi trước khi ra mắt. Vì thế có thể một nhân viên đã vô ý lầm lỗi chiếc iPhone 11 mà anh đã thử nghiệm. Tuy vậy thì cũng không loại trừ khả năng những bức ảnh này chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Chất lượng bức ảnh nhìn chung thì cũng không được tốt cho lắm, thế nhưng ba camera thì trông không hề tự nhiên tí nào. Với ba ô tròn đen của camera thì giống như được vẽ bởi phần mềm. Mong rằng là đây sẽ chỉ là mẫu bức ảnh của Photoshop thôi, bởi thiết kế này nếu là sự thật thì sẽ xấu. Và dự kiến thì iPhone 2019 năm nay sẽ được ra mắt vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Kinh doanh Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.